đang nghiên cứu được các cái ổi này. Cái ổi này thì thực tế là tùm rồi, nhưng mà nắng quá, nắng mà cây ổi ôm đá. Giá như mà đắp cái lỗ kia mà ngày nào cũng thả nước được thì đỡ hơn, thì bơm đầy nước thì đỡ. Nhưng mà ở nó bị gì ấy các bác, cho nên là nó không động được, phải bít lại cơ. Thế thì tiếp tục thì nắng quá mà bây giờ cắt nó đi ấy, thì sợ nó cháy, nó không chịu được, nó không chịu vì nó sống ở trên cái hòn đá này đấy, thì sợ nó cháy thì có lẽ là làm trước cái đuôi này, cái đuôi này liên tục phát mạnh, làm trước cái đuôi, còn cái đầu này thì để lần sau hoặc là tí nó tùy cơ ứng biến, nếu mà thấy nó ngứa mắt quá thì làm thôi. Rồi thực tế mà nói ấy, cây mà nó ổn định dáng rồi ấy, mà để sổng này sau nó phá đi sau lại làm lại rất là mệt. Nếu mà mình có ở nhà mình che chắn được thì tốt quá, nhưng nó rất là tốn công sức các bạn. Thôi cắt trước cái phần đuôi này đi. Cắt trước phần đuôi.
Hãy
Con gà rồi đây. Đấy bảo là không cắt đằng trước nhưng mà không cắt thì khó chịu lắm các bạn. Nó phải cắt đi thì mới kích thích cái mới nó lên.
những cái cũ, những cái cây ổi nó rất là già như này thì nó sẽ, nếu không cắt nó sẽ rất bị dễ bỏ những cái tay cành đấy, thì cắt nó đi coi là mới và không không lọc toàn bộ đi để những cái mắt mầm như này, những khẩu như này, để chỉ chắc chỉ khoảng độ cùng lắm một tuần nữa nó lại phun ra thôi các bác ạ. Chú ý tưới nhiều nước và giữ cái gốc nó đỡ bị nóng quá đấy. Cây ổi một trong những cái cây mà nó khiến mình luôn thao thức để về quê các bạn, về quê nó là cây quê hương mà, cây quê hương, quê hương. Chậu này dài 2m2, 2m2 rộng bao nhiêu nhỉ, rộng 1m8, 2m2. Đây các bác thì các bác tưởng tượng nó sẽ, cây ổi nó sẽ dài bao nhiêu, từ điểm này được trở lên kia chắc nó khoảng độ chắc khoảng độ 2m6, 2m8 đi. Đây tôi phải đứng khá là xa để view hết cái cây này, mặt quay mặt sau chút các bác nhé. Đấy nhìn này, cây phần đuôi nó đang phát triển rất là mạnh, ra rẻ bóc cái này, bóc càng bóc nhanh thì càng thấy tốc độ của nó phát triển mạnh đấy, bởi vì nó là kiểu như là cái mỗi lần một lần lớn là nó thải đi cái lớp vỏ cũ đi, cho nên thải càng nhiều thì chứng tỏ cây phát triển càng mạnh đấy. Có thấy chưa? Nếu mà tháo được hết cái đất này ra, trước đây nó không có đất đâu, làm hoàn toàn trên đá với nước thôi, thả đầy nước thì cái tiểu cảnh nó rất là đẹp, tiểu cảnh đẹp lắm. Nhưng mà mình không có ở quê lâu thì mình để cho nó an toàn và phát triển bộ rễ thì mình để đất các bạn, chứ thực tế cái đá cây này đá kỳ công rồi. Chứ không có đất đâu, nếu mà toàn bộ nó chỉ có một chút đất ở trong cái bầu quanh đá kia thôi, còn đâu là ngoài không có một chút đất nào hết, chỉ có thả nước thôi đấy. Thì sau này chắc phải tiến tới phải làm như vậy, và có thể là mình bón bằng những cái phân Nhật, phân tan chậm gì đấy thì mình không cần cái đất này nữa, nó sẽ rất là đẹp. Ok, cảm ơn các bác nhé, cái ổi rất là ưng.